có giải PG người mẫu tự tin gì đó là tôi xin được phép trao cho bà Lại Thanh Hương liền. Thừa cân quá mà mặc bikini đi hù dọa mấy trai của tôi. Chắc bạn này chắc là bên hội âu cơ đúng không? Thân gửi tất cả những cái cô gái âu cơ mà nói là tôi thừa cân mặc bikini đi hù dọa. Nếu tôi không bị hại hình ảnh thì không đến mức như vậy. Nên tôi thách thức những cái cô nàng âu cơ này ấy. Tối 24/6 tại 114 Đinh Tiên Hoàng, nhà thiếu nhi quận Bình Thạnh, tới gặp lại Thanh Hương để biết xem là có thừa cân hay không, hay là có vấn đề gì. Hương không thừa cân, Hương cảm thấy như vậy là ổn nhá. Còn hù dọa mấy trai của các cưng hay không thì việc đó các cưng không biết được đâu. Buộc chị Hương vào chặt chặt lẹ giùm ấy. Bất công đợt này chị lại leo lên máy bay hù dọa các em U23 lại chết khiếp nữa. Các em còn trẻ người non dạ chị ơi, để cho các em đá banh giùm cái. À, buộc chị Hương chặt chặt lại hả? Trời cha mẹ ơi, buộc chặt chặt vô. Em ơi, tại vì chị buộc chặt nên là chị mới bị bọn em nói là hù dọa mấy đứa nhỏ đó trời. Các em thử không buộc chặt chị coi xem chị ngon tới cỡ nào em ơi. Buộc chặt nó mới ra đòn bánh tét đó trời. Ơn trời. Mấy đứa em còn nhỏ mà bị hết báo này, hết người kia, hết âu cơ này đến âu cơ kia chửi tụi nó là vì quen người này quen người kia. Thôi các em ơi, bớt tạo nghiệp lại, bớt khẩu nghiệp lại để cho chúng nó tự do yêu đương em ơi, mấy đứa nhỏ tội nghiệp lắm.